Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố trong lịch sử Việt Nam. Trong bản đúc kết diễn tiến về ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận là ngày quốc hận của Trần Gia Phụng ghi rõ. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân Cộng sản đã bao vây Sài Gòn từ năm hướng. Chiều 26 tháng 4, Cộng sản bắt đầu tấn công, đánh phá vòng đai phòng thủ bên ngoài, chiếm Long Thành, Trảng Bom, Nhân Trạch, Bà Rịa, cắt đường số 4 từ Sài Gòn đi miền Tây. Đối đầu với lực lượng này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ thủ đô Sài Gòn gồm quân đoàn 3, 2 sư đoàn 5 và 18. Các chiến đoàn tập hợp từ các sư đoàn của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 di tản vào Sài Gòn. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến, dù các liên đoàn biệt động quân, một số trung đoàn pháo binh, kỵ binh, thiết giáp và nghĩa quân, địa phương quân. Các đơn vị này đều thiếu quân vì trước đó đã bị tấn công, phải di tản, đồng thời thiếu trang bị võ khí, đạn dược và thiếu nhiên liệu cần thiết. Chiều 28 tháng 4, ngay sau khi cựu đại tướng Dương Văn Minh vừa nhận chức Tổng thống, 5 chiếc A-37 trước đây của Không quân Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản tịch thu dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Thành Trung, cựu Trung úy phi công Việt Nam Cộng Hòa, vốn là đảng viên Cộng sản cài vào Không quân Việt Nam Cộng Hòa, bay đến thả bom sân bay Tân Sơn Nhất. Tối hôm đó, Cộng sản tiếp tục pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất đã làm hư hỏng các phi đạo. Phi trường không thể sử dụng được nên phải dùng trực thăng để di tản. Hôm sau 29 tháng 4, Cộng sản chiếm được các căn cứ Nước Trong, Long Bình, Thành Tuy Hạ, quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa, Đồng Dù, Củ Chi, Hậu Nghĩa. Sáng 30 tháng 4, quân Cộng sản bắt đầu tiến vào nội thành Sài Gòn. Trước sự đe dọa của Cộng sản Việt Nam, ảo vọng thương thuyết của Đại tướng Dương Văn Minh hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng, lúc 10 giờ 24 phút sáng 30 tháng 4 năm 1975, qua đài phát thanh Sài Gòn, Đại tướng Dương Văn Minh với tư cách Tổng thống Tổng tư lệnh quân đội nhận chức trước đó 2 ngày, ra lệnh toàn thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngừng chiến đấu, hạ khí giới. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tổng tham mưu phó quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thay mặt Trung tướng Vĩnh Lộc, Tổng tham mưu trưởng đã vắn mặt, ra lệnh cho tất cả quân nhân các cấp phải nghiêm chỉnh thi hành lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh. 11 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của Đại đội 4 Lữ đoàn Thiết giáp 203 Cộng sản tiến vào Dinh Độc Lập. Lúc đó, một số cán bộ trung đoàn 66 thuộc sư đoàn 304 Cộng sản do Đại úy trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ dẫn đầu đến phòng họp Dinh Độc Lập, nơi có mặt Tổng thống Dương Văn Minh và nội các của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Họ đã nói thẳng với Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu rằng các ông bị bắt làm tù, phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và không có gì bàn giao cả. Sau đó, quân Cộng sản áp tải Dương Văn Minh tới đài phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng. Trước áp lực của họng súng quân thù, cựu Đại tướng Dương Văn Minh đành phải đọc bản văn do Cộng sản soạn sẵn, kêu gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa liền ngưng chiến đấu, tự nhiên giã ngủ, trong khi còn nhiều đơn vị vẫn muốn tiếp tục chống cộng, nhất là quân đoàn 4 vẫn còn nguyên vẹn, chưa thất trận. Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn sụp đổ. Người lính chỉ mà đi mà không chết bao giờ. Có
người lính già thao thức trong đêm, nghe dấu đạn bom chưa mở ký ức, nhìn ánh sao xa mà ngỡ hoa châu rơi, gọi tên non sông, gọi tên đồng đội, tàn đêm cô đơn gọi tên chiến trường, mũ xanh áo trận mang tiếp sông ly hương, nhớ gì không Trường Sơn mưa dầm nắng lửa, nhớ gì không Kinh Ngư sói biển Châu Điên, nhớ gì không Gió Linh Đông Hà Ai Tử, nhớ gì không Hùng Sám ó biển Hằng Long, nhớ gì không Khe Xanh Hạ Lào ấp Bắc, nhớ gì không Mãnh Hổ Quái Điêu Thần Ưng, nhớ gì không Sấm Vang Cổ Thành Lôi Hỏa, nhớ gì không Nó Thần Thần Tiến Xe Không Ra. Có người lính già đi dưới quân kỳ, nghe dấu đạn bom nhớ đời biến thang, dầu đã nát chinh nghi, dầu đã gãy gươm thiêng, còn vòng tay quê hương, còn tình yêu đồng đội. Y người lính già, người lính chi mà đi, người lính chi mà đi mà không chết bao giờ. Người lính già, người lính chi mà đi, người lính chi mà đi mà không chết bao giờ. Ngay khi Cộng sản chiếm Sài Gòn, khoảng 150.000 người Việt bỏ ra nước ngoài. Trong đó có khoảng 140.000 người đến Hoa Kỳ và khoảng 10.000 người đến các nước khác. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, càng ngày càng có nhiều người kiếm cách ra nước ngoài, dầu phải hy sinh chính mình và chính mạng sống của mình, tạo thành phong trào vượt biên, vượt biển. Theo thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc đưa ra năm 2000, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến cuối năm 1995, tổng số người di tản và vượt biên đến được các trại tị nạn là gần 1 triệu, kể cả đường biển lẫn đường bộ. Người ta phỏng chừng có khoảng từ 400.000 đến 500.000 thuyền nhân bỏ mình trên biển cả hay bị hải tặc bắt giết. Tạm biệt Sài Gòn,
nhớ tháng tư đen khi rời thành phố. Sài Gòn sau lưng hay phía trước, xa Sài Gòn làm sao quên được ngày hận sâu mất nước. Tháng tư đen một Sài Gòn vừa lạ vừa quen, bất chợt vui được xoay vần. Sài Gòn lặng im, Sài Gòn sôi động, tháng tư buồn đưa cuộc đời lưu vong. Mất Sài Gòn trời làm giông bão, 30 tháng 4 ai nghẹn ngào. Sài Gòn bỏ ngỏ mất tên, 6 phút oán hận càng nhớ thương em. Tôi có một Sài Gòn ngày xưa đó, thành phố nhân quyền dân chủ tự do. Ngoài ra, phải kể thêm số người rời Việt Nam qua các hải đảo nhưng không đậu thanh lọc và bị đuổi về nước. Nếu kể thêm chương trình ODP, Orderly Departure Program, và chương trình HO do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đưa vài trăm ngàn người nữa ra nước ngoài bằng đường chính thức, thì tổng cộng tất cả các số liệu trên đây sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, trên 1.500.000 người Việt đã bỏ nước ra đi. Theo lịch sử chính trị, xã hội và quân đội về chiến tranh Việt Nam của Encyclopedia of the Vietnam War, khi mới chiếm được miền Nam, Cộng sản bắt ngay sĩ quan, công chức, cán bộ của Việt Nam Cộng Hòa còn lại trong nước giam giữ dài hạn, không tuyên án trên các vùng rừng thiêng nước độc. Số lượng sĩ quan, công chức và cán bộ Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ tù khoảng hơn 1 triệu người tại trên 150 trại giam. Theo đó, khoảng 500.000 người được thả về trong 3 tháng đầu, 200.000 bị giam từ 2 đến 4 năm, 250.000 bị giam ít nhất 5 năm, và năm 1983, tức là sau 8 năm, còn khoảng 60.000 người bị giữ lại. Ngoài ra, trong số trên 1 triệu người bị tù sau năm 1975, theo những cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Âu Châu, có khoảng 165.000 nạn nhân đã từ trần trong các trại tù cải tạo. 30 tháng 4 là ngày quốc hận, ngày mất nước Việt Nam Cộng Hòa, một vết thương âm ỉ, một niềm đau chưa dứt của tất cả những người Việt Nam yêu tự do, nhân quyền, dân chủ và hòa bình. Thank you.
Trên hồn người còn bao lâu